Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn combo máy 49cc để lắp lên xe đạp thành xe máy điện, thành xe máy xăng nhé. Ở đây là bộ này là máy 4 thì động cơ xăng hoàn toàn. Ưu điểm của dòng 4 thì là nó rất dễ lổ. Đấy, và đơn giản, không phải pha chế. Đấy. Phụ kiện thì bao gồm như trong video: một máy này, một hộp số này, một bộ xích này, một cái nhông này, một cái líp không răng này, và một cái cùi ren này, một bộ dây ga này, một bộ tay ga này, một bộ công tắc tắt này, ốc vít này. Đấy, thì chi tiết con máy thì nó như này. Máy này thì nhẹ thôi, nó khoảng 2 kg thôi, rất là phù hợp cho các bác lắp lên xe đạp, rất là nhỏ nhẹ. Đấy, cái kích thước chỗ này của cái đầu giảm tốc này thì nó khoảng 72 78, thì nó có một loại nhỏ hơn là loại khoảng 52 50 gì đó, thì các bạn lưu ý nó có 2 cỡ đây thôi, rất là dễ thôi, đo sơ sơ là biết được của mình thuộc loại dòng loại nào. Đây là xích này, xích xe ruồi. Và đây là một loại hộp số dài, cái này giảm 3 lần, còn cái này thì giảm 4 lần rưỡi. Thì cái này giảm tốc thì nó sẽ đạp chiều, còn cái này là giảm tốc cùng chiều. Cái này giảm tốc cùng chiều, các bạn lưu ý nhé. Thì đối với cái giảm tốc ngược chiều như thế này thì các bạn có thể lắp ở bên phía bên phải, nhông quay về bên phải. Đấy, đối với cái hộp ngược chiều này thì lắp về phía bên phải, có nghĩa là cái bên chân phải của mình đó, bên có líp, bên có xích. Còn các bạn muốn lắp máy quay về bên chân trái thì các bạn phải dùng cái hộp số giảm 3 lần loại dài như này, thì các bạn lưu ý nhé. Thế còn cái nhông này thì nó có nhiều kích thước số răng. Đấy, nếu các bạn đặt không có chỉ định thì bên mình sẽ đưa ngẫu nhiên. Đấy, tất cả những số răng ở trên đầu này cũng thế, nó có loại 11 răng, 14, 17 và 20 răng. Cái này mình sẽ đưa ngẫu nhiên thôi, vì bên mình có nhiều loại. Đấy, thì chọn bộ nó như thế này. Cách lắp đặt thì cũng khá là đơn giản. Cái clip này thì phần bắt ốc này, các bạn lưu ý là ở bên cái clip xe đạp ấy, bao giờ phần ren nó cũng âm vào trong, thì các bạn có thể lấy, không nhất thiết phải lấy cái cùi ren này. Cái cùi ren này là bạn vừa với gen líp. Cái gen líp này thì để giống y như cái líp xe đạp của mình thôi, cùng loại gen. Thì các bạn lấy ở trên cái bộ lồi trục giữa của xe đạp này, nó có một cái ống gen đấy, các bạn vặn thêm vào phần của xe đạp, sau đó là nó thừa ren này, các bạn vặn chồng như này, có nghĩa là mình sẽ sử dụng được 2 cái líp trên cùng một xe. Đấy, và các bạn chế thành xe đạp, các bạn có thể vặn được 2 cái líp nhé. Cái líp kia thường vẫn đạp bình thường, và cái líp này là líp vặn nhông. Đấy, thì các cơ bản một bộ lắp đặt nó là như vậy. Đấy, bộ này giật tay lổ thì giật nhé. Đấy, dây xăng, dây ga thì dài 1m6, vừa đủ chế cho các bạn có thể lắp đặt ở mọi vị trí dây ga. Mọi thắc mắc về giá thành, chi tiết sản phẩm xin liên hệ 0983 818 955 hoặc là sử dụng Zalo cùng một số. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.